Ok, xin chào tất cả các anh chị. Không biết mọi người có đang thấy em không nhỉ? Ok, đã thấy chị Phượng Trương rồi. Đã thấy anh Thành. Xin chào Thu Trang. Xinh hả? Trời, đang thay đồ trong vội vàng. Chết rồi, đây là cái livestream. Không thể edit cái này được. Ok, xin chào tất cả các mọi người. Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn đã khen chiếc áo đẹp nha. Đây cũng là chiếc áo của một người khá là hiểu mình tặng cho mình. Xin chào cả nhà. Theo như cái chương trình của chúng ta thì chúng ta sẽ có một tiếng để cùng nhau chia sẻ những vấn đề xoay quanh cuộc sống, những vấn đề xoay quanh sinh trắc vân tay, và vân tay thì nó sẽ ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Vậy thì tiếp nối trong cái chủ đề ngày hôm nay, để là một lời như là một lời hứa mà Linh đã hứa với lại tất cả các anh chị, những người đã luôn luôn theo dõi chương trình gặp gỡ chuyên gia từ năm 2019 cho đến hiện nay, rất là tri ân cái sự quan tâm và tấm lòng của các anh chị dành cho viện nghiên cứu sinh trắc vân tay và dành cho cá nhân của Linh. Vậy thì tiếp theo trong cái chuyên đề đợt trước mà Linh đã từng nói về việc là Linh đặt cho từng cái chủng vân tay với một cái tên gọi nó gần gũi hơn, nó thân thiện hơn và nó tạo cho người ta cái cảm giác được được là chính mình hơn, nghe nó rất là friendly. Thì đợt trước thì mình đã có một khoảng thời gian rất ngắn để chia sẻ về thượng phong vân tay trong thời bình, và trong cái sau một cái đợt livestream như vậy về thượng phong thì thật sự là rất cảm ơn tất cả những anh chị là thượng phong đã hoàn tất và đã làm đúng cái sứ mệnh của đại bàng là lan tỏa cái khóa học, lan tỏa cái chương trình yêu quý cộng đồng của Học viện Gen Talent, và thật sự là nó đã làm cho một cái chương trình vượt ra khỏi sự mong đợi. Và tất cả những anh chị em đội ngũ trong ban quản lý của viện nghiên cứu sinh trắc vân tay và trong học viện Gen Talent gửi lời tri ân cũng giống như cảm ơn tất cả đến tất cả những anh chị, những thượng phong vân tay đã ra tay giúp đỡ nghĩa hiệp và chia sẻ cái chương trình này trong cái tuần vừa qua. Và có lẽ thì chúng ta cũng đã biết ngày hôm nay vì sao chúng ta lại ngồi ở đây rồi đúng không ạ? Chúng ta đã mong chờ cái đến cái thời điểm này để chúng ta được nghe về chính cuộc đời của mình. Nó có quá là phi lý không ạ? Tại vì ngay từ đầu khi mọi người sinh ra là mọi người đã được định danh là họ tên của mình là như thế này, ngày tháng năm sinh của mình là như thế này. Nhưng mãi cho đến bây giờ thì chúng ta mới được định danh từ những điều bí ẩn trên đầu ngón tay của chúng ta. Và hôm nay thì tiếp nối câu chuyện về tất cả các thương hiệu vân tay mà Viện Nghiên cứu Sinh trắc vân tay sẽ tô màu thêm cho nó phong phú, cho nó gần gũi và cho nó cảm thấy là nó có thể tiếp cận trong cuộc sống như một hơi thở của chính các anh chị. Thì hôm nay đại diện cho ban quản lý và cho ban lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Sinh trắc vân tay, Linh xin phép chia sẻ với tất cả các anh chị về một trong những nhóm vân tay mà Linh khá là thích. Vì sao Linh lại thích nó ạ? Tại vì Linh không có nó ạ. Nên là thường là người ta sẽ ước mơ những cái thứ mà người ta không có được, thì Linh rất là ước mơ, ước gì mình có một cái ngón là bình phong vân tay. Và xin chia sẻ thật với tất cả các anh chị là sau hơn 3 năm làm nghề thì Linh đã có cái vân tay đó rồi ạ. Mình sẽ xem là tất cả những cái gì mà bình phong có mình sẽ gắn lên con người của mình sẽ cố gắng vun bồi và mình rèn luyện liên tục để mà mình có được những cái điều đó từ cái nhóm bình phong. Cho nên anh chị hãy hãy luôn nhớ một điều rằng là cho dù chúng ta sở hữu bất kỳ một loại vân tay nào thì chúng ta cũng cần phải nhớ chúng ta dựa trên nó làm nền tảng để chúng ta phát triển và chúng ta làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nên chúng ta có thể dựa trên cái góc độ là ok, nếu như bạn đang xuất phát điểm là một trong những thượng phong vân tay, vậy thì bạn có biết bạn phải làm gì để trở nên là một người bình phong không ạ? Và nếu như bạn là một người thượng phong mục tiêu, tôi chỉ nhất nhất mục tiêu là một mục tiêu thôi, thì bạn có biết bạn cần phải bổ sung thêm những gì để bạn có được những đặc tính mà bình phong vân tay có không ạ? Đó là một trong những cái điều mà chúng ta hãy luôn luôn nhớ là tất cả mọi sự mà chúng ta muốn có trong cuộc đời này thì chúng ta chỉ cần hành động là có ạ.
Và hôm nay thì sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị về một trong những nhóm vân tay mà Linh đã ước mơ, đã rất là thích và đang trong quá trình rèn luyện để có được nó. Có thể là thời gian sẽ mất 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm, nhưng ít ra thì ngay từ ngày hôm nay và ngay từ bây giờ, khi các bạn biết rằng là ok, tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó từ hai bàn tay của mình tạo nên, thì mình hãy cho mình một cái chiến lược học tập đúng đắn, hãy cho mình một cái con đường phát triển cực kỳ chính xác để mình có thể đạt được đến tất cả mọi chủng vân tay trong cuộc đời. Và trong một quá trình mà Linh đi tư vấn với khách hàng, thường chia sẻ câu chuyện làm nghề với tất cả các anh chị á, thì thường là khách hàng sẽ hỏi là Linh ơi, vậy thì cái vân tay nào thì nó là tốt nhất em, và một cái đứa trẻ có những bộ vân tay như thế nào là tốt nhất. Thì Linh trả lời với tất cả mọi người là nếu chỉ xét về vân tay thôi nhé, nếu chỉ xét về các chủng vân tay thôi, thì đầy đủ tất cả các vân tay trong con người của mình là tốt nhất. Đầy đủ ba chủng mà, đầy đủ ba chủng mà, bình phong nhá, thượng phong nhá, và vân tay bay bổng nhá. Đối với lại vân tay nước á, thì thật sự cái tính của nước nó khá là nghệ sĩ, nó có tính mô phỏng và phóng chiếu, nên là Linh vẫn chưa thể đặt cho nó một cái tên nào hay hơn ngoài là viết cho em những vân tay biết bay. Và thật sự đó là những vân tay biết bay anh chị ạ. Họ luôn luôn có thể đẩy cho người khác một cái ước mơ, họ có thể lôi người khác lên, tưởng chừng như là đã ở trên bờ vực nhưng có thể lôi được người khác lên. Thì thật sự trong cuộc đời này, để gọi là thiên biến vạn năng và thiên hạ vô địch, thì chỉ có những vân tay biết bay thôi ạ. Đó là những vân tay nước ạ. Nên nếu như nước muốn trở thành thượng phong, hãy học cách để rèn thành một cái khuôn của thượng phong. Nếu như nước muốn trở thành bình phong, hãy hỏi người bình phong làm thế nào để có được giống như bạn, và hãy học cách mô phỏng từ chính những gì họ đang đi. Nên nhớ là dựa trên chính những gì mà mình đang có. Và các bạn những vân tay biết bay thì cũng cần phải nhớ là chúng ta sẽ hòa nhập, nhưng không có nghĩa là chúng ta hòa tan, được không ạ? Thì ngày hôm nay thực sự là trước khi mà lên cái livestream này á, là vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều, thực sự là rất nhiều về cái việc là không biết nên lựa chọn cái tin nào để chia sẻ cho mọi người trước. Thì để xem là mọi người có đang nghe em nói không nhờ. Thì mọi người sẽ trả lời, em có ba cái chủ đề nhé, em có ba cái chủ đề hôm nay ngắn ngủi trong vòng nửa tiếng thôi ạ. Chủ đề đầu tiên là chủ đề nỗi đau cấp độ 1. Chủ đề thứ hai là nỗi đau cấp độ 2. Chủ đề thứ ba là nỗi đau cấp độ 3. Bây giờ cả nhà sẽ vote cho em xem là mình nên khai quật và mình nên khám phá cái sự thật ngầm hiểu từ cái cấp độ nào theo mọi người ạ. 1, 2 và 3. Mình sẽ có là nỗi đau ạ. Em không lấy là niềm vui đâu ạ. Tại vì sau cơn mưa thì mới có cầu vồng, đó là quan niệm của em. Nên là phải có nỗi đau thì mới có hạnh phúc. Phải có những cái điều mà mình cảm thấy trân quý trong cuộc đời, chắc chắn là mình sẽ trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Nên là chúng ta sẽ lấy một cái chủ đề trọng tâm ạ. Chính xác nha chị Hương nha. Chính xác là chúng ta chỉ có 30 phút. Nên là em rất muốn nó là trọng tâm. Nó là trọng tâm, nó ngắn, nhưng mà nó chất lượng, nó rất chất lượng. Và nó sẽ là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ ngộ ra được, là một bài học mà ngày hôm nay sẽ có những người ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ cả ngày về cái điều mà hôm nay mình đã nghe được. Nhưng nó rất xứng đáng ạ. Nó rất là xứng đáng. Và chị Hòa, chị Đinh Thị Hòa, chào chị Đinh Thị Hòa nhá, cấp độ 3 luôn hả chị? Theo phương pháp bình phong thì cấp độ 1. Wow. Ok, những ai đang là bình phong đâu nào? Những ai đang là bình phong comment sao nào? Mình đang muốn cấp độ mấy nào? Quốc cấp độ 3 hả? Đấy, một cái mùi đại bàng, một cái mùi thượng phong cho hay nha anh Kiệt nha. Một cái mùi thượng phong. Đấy, chị Tú cũng là mùi thượng phong luôn, cấp độ 3. Anh Tuấn nỗi đau 3 cấp độ. Vậy là mình sẽ có 3 cái livestream nha. Mình sẽ có 3 cái livestream về 3 cấp độ nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã vote cấp độ 3 khá là nhiều nha. Nghe để thấm, đau nhiều khi vật lên được sẽ hạnh phúc. Cảm ơn chị Hải nha. Một núi linh hoạt cho hay, một bình phong linh hoạt cho hay, cần phải có cấp độ 3.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Em là núi, em muốn đi từ một dần lên. Chính xác, chính xác. Chúc mừng bạn, chúc mừng bạn vẫn đang được là chính chính là bình phong của cuộc đời mình. Chúc mừng bạn. Ô, có cô Lan này. Một một gạch ngang ba nha cô. Cô Lan là một ca em từ chối xử lý nha. Đối diện luôn em. Rồi. Ok, cảm ơn cả nhà. Để dễ hơn thì chúng ta sẽ đi từ một cái nơi mà chúng ta tin chắc rằng là nếu như có một lúc nào đó hoặc có một cơ hội nào đó để anh chị thay đổi trong cuộc đời của chính mình, thì tôi tin chắc rằng anh chị sẽ luôn muốn sửa sai những cái điều này cho chính con cái của mình, đúng không ạ? Và trước khi bắt đầu cái chương trình ba cấp độ của Bình Phong thì Linh chia sẻ cho các anh chị nghe một câu chuyện gần đây nhất của một khách hàng có một đứa bé 7 tuổi mang vân tay Bình Phong. Và khách hàng này ở Phú Thọ và rất hữu duyên là Linh được biết khách hàng bởi rất rất nhiều người khách hàng khác. Và chị đã từng xem trên toàn bộ cái năm cấp độ nghề nghiệp và cái chương trình toàn bộ video mà Linh đã viện nghiên cứu sinh trắc vân tay đã post trên cái YouTube của viện nghiên cứu sinh trắc vân tay. Và khi mà chị nhắn cho Linh trong một cái đêm khuya, khá là khuya rồi, cách đây tầm hơn 2 tuần ấy, thì chị mới nói là chị không biết bắt đầu từ đâu và chị cũng không biết là vì sao chị lại có thể gõ những tin nhắn này lúc 1 giờ sáng. Nhưng mà chị tin chắc rằng là chị đã tìm được đến cái nơi mà chị nghĩ rằng có thể giải đáp được tất cả những câu hỏi của chị. Và sau đó thì chị để lại một cái đoạn tâm thư rất dài, rất rất dài ạ, rất rất dài. Và Linh nói tóm gọn sơ lại cho các anh chị nghe ha. Chị có một đứa trẻ năm nay đã là 7 tuổi. Chị là một người phụ nữ 40 tuổi và chị có một người chồng làm trong ngành nghề quân đội 50 tuổi. Anh chị rơi vào trường hợp hiếm muộn, anh chị rất khó khăn để có được một đứa trẻ như anh chị mong đợi. Trong suốt quá trình hôn nhân hơn 20 năm, anh chị đi tìm và anh chị bắt đầu tìm xem là cái cơ hội anh chị hy vọng, một cái mong manh rất nhỏ trong cuộc đời là anh chị có con. Và một trong những cái câu nói mà Linh từng rất thích đối với lại những cặp vợ chồng mà Linh từng được nghe từ một người thầy của mình, thầy nói là vợ chồng lấy nhau mà không có con thì giống như là người tình. Và chị nhận ra được cái điều này, cho nên trong suốt một khoảng thời gian đấy, 25 năm chị đi tìm một đứa con, một sinh linh bé nhỏ để như là một cái đính ước cho cuộc hôn nhân này. Và chị mong muốn rằng là chị có một cái đứa con vì chị chưa bao giờ hiểu được cái thiên chức của người phụ nữ khi làm mẹ là như thế nào. Và chị nói cho mình trong một cái bức tâm thư là: em ơi, nếu như chị được hiểu thì người phụ nữ có một thiên chức lớn nhất trong cuộc đời đó là được làm mẹ, đúng không em? Vậy thì bản thân chị có phải đã không đủ may mắn để được hưởng cái sự thiên chức này không? Trong suốt 20 năm qua chị đã luôn đặt câu hỏi đó cho chính cái thời điểm mà chị kết hôn. Và khi mà chị kết hôn á thì chị phát hiện ra rằng là chị rất khó để có được con. Và anh là một trong những người mà ngày nào chị ở bên cạnh anh á, chị cũng cảm thấy là chị có lỗi rất là nhiều. Anh rất là thương chị và anh cũng nói là: em ơi, vợ chồng với nhau sau 45 không còn tình thì còn nghĩa. Anh sống với em là vì cái nghĩa, là vì anh thương em thật sự. Ngày nào cũng vậy, anh mặc dù là làm trong quân đội nhưng anh rất tình cảm. Và anh thủ thỉ với chị cái câu chuyện đấy. Và may mắn khi người ta tìm, chắc chắn là vũ trụ sẽ hồi đáp. Và may mắn là cách đây 7 năm thì chị có một cái đứa trẻ. Đứa trẻ ra đời trong cái sự hân hoan và cái sự mong đợi của tất cả những mọi người trong gia đình và dòng họ. Đến khi con ra đời thì một khoảng thời gian chăm con là một khoảng thời gian mà chị đã chụp cho em xem từng cái trang nhật ký mà chị viết về cái hành trình làm mẹ của mình. Thực sự đó là một trong những cái khách hàng mà đến bây giờ
khi nhắc lại thật sự em vẫn còn vẹn nguyên cái cảm xúc ấy, vì em không thể nghĩ được là nếu như tất cả những người phụ nữ khác họ xem cái việc có con á là một cái việc quá dễ và hiển nhiên, thì mọi người nên nhìn cái hình ảnh này và nên nhìn cái cuộc đời này để mọi người thấy rằng là mình rất may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác trong cuộc đời. Và đến mức mà chị nuôi con mà chị nói là 12 tháng, chính xác là 12 tháng 55 ngày chị nuôi con trong cái việc dằn vặt và nỗ lực hết mình. 12 tháng 55 ngày là thời gian mà chị bế con ngủ ở trên tay. Cực lắm em ạ, cực lắm em ạ, nhưng mà rất hạnh phúc vì cái điều mà chị mong muốn trong cuộc đời chị đã có được rồi. Và đến cái thời điểm mà 12 tháng 55 ngày đấy trôi qua thì con bắt đầu biết đi, con bắt đầu mở lòng hơn, con bắt đầu đạt được những cái kỹ năng và con bắt đầu nói những cái tiếng chị vỡ òa trong hạnh phúc khi chị nghe con gọi mẹ lúc con 2 tuổi 13 ngày. Đó là những cái sự kiện em đã ghi ở ở ngay cái cuốn sổ này chứ em không thể nhớ chính xác được. 2 tuổi 13 ngày. Và bản thân chị đã thực sự rất hạnh phúc khi con gọi mẹ ơi, bố ơi. Cho đến thời điểm mà khi con chị bắt đầu 4 tuổi thì chị nhận ra rằng hình như con mình bị kém phát triển về trí tuệ. Thì sau đó bắt đầu chị mới để ra những cái trường hợp mà đứa trẻ gặp và chị để lại số điện thoại trong cái Messenger của em và chị nói rằng là nếu có thể thì rất mong cô sẽ gọi điện cho chị và cho chị hỏi là bây giờ chị nên đi như thế nào, con đường nào, tại sao trong tất cả nhiều cái thạc sĩ và những người làm trong ngành về y khoa này kia chị không cảm được, nhưng mà khi mà chị nghe cái video của em thì chị lại cảm thấy là thật sự là chị cần phải tìm cái người này. Và thật sự là khi mình đọc những cái dòng này mình cảm thấy nó áp lực vô cùng, thật sự nó rất áp lực đối với mình. Mình bảo là chết rồi. Mình phải làm gì để xứng đáng với lại cái sự kỳ vọng của họ, mình sẽ phải giúp cho họ như thế nào đây. Và bắt đầu thì em gọi điện cho chị, em gọi điện cho chị và chị kể cho em một cái trường hợp như thế này. À, chị ơi, chị dựa trên cái hình thái gì để chị đánh giá là con mình kém phát triển về mặt trí tuệ ạ? Chị đang dựa trên điều gì ạ? Cứ đơn cử như thế này nha em nhé. Bé nhà chị với lại một bạn hàng xóm đang ngồi chơi với nhau ở trước cửa thì có một cái tờ tiền từ đâu á, nó bay đến và bé nhà chị nhìn thấy cái tờ tiền trước, bé kêu là a bạn ơi tờ tiền kìa, và cái bạn kia lật đật chạy ra lụm cái tờ tiền đó đưa vô cho mẹ, kêu mẹ ơi con mới lụm được tiền nè, tiền của ai đấy, nhưng mà mình lụm được tiền rồi thì đây đây là tiền của mình đúng không mẹ? Và con chị thì ngồi ngơ ngác như là theo kiểu là ồ tại sao, lúc đó chị đặt câu hỏi là tại sao con chị không có phản xạ giống như em bé kia là con sẽ chạy lại lụm tờ tiền và đưa cho mẹ, mà con lại ngồi đó và chị nói là cái tờ tiền kìa mẹ thôi, mà không nói về những cái khác, cũng không có động thái. Điều thứ hai nữa là con chị đang có một cái món đồ chơi rất là đẹp và con chị đã đưa cái đồ chơi đó cho một cái bạn khác trong trường hợp là bạn kia đã giật ngang cái đồ chơi của con chị mà con chị không hề có động thái là trả đồ chơi lại đây cho mình, cái này là cái của mình, bạn không được lấy của mình, kiểu như vậy. Khi mà con ở 4 tuổi là con đã nói tốt rồi, thì tất cả những cái hành vi và những cái kỹ năng mà khi chị quan sát con á thì chị nhận thấy rằng là hình như bé nó bị nó không hiểu vấn đề hay sao á, mà bé nó không có nhạy bén em. Một là con không có nhạy bén, hai là nói theo cái ngôn ngữ ở dân của chị á thì con không có lanh lợi, con không có thông minh. Chị đang rất lo lắng về cái điều đấy, trong khi là con gái và con là con một, gia đình rất là kỳ vọng vào con và chị đang nghĩ rằng là đứa trẻ nó sẽ giống như những đứa trẻ khác chứ em, nó phải rất là nhanh, lanh lợi, thông minh và trong cái khu nhà chị thì chỉ có duy nhất con chị là như thế thôi. Và sau khi em lắng nghe hết toàn bộ các cái câu chuyện đấy thì em mới bắt đầu nói là chị ơi, rất cảm ơn là chị đã tìm đến em và nếu em sẽ giải quyết được cái việc này cho chị khi em thấy cái dữ liệu vân tay của con có được không ạ?
À rồi. Vậy thì ok, vậy thì chị sẽ làm như thế nào em? Ok, sau đó thì em sẽ hướng dẫn khách hàng về cái việc là họ thực hiện cái bộ dấu vân tay đấy. Và bản thân cái bài báo cáo vì ở rất là xa và đang trong giai đoạn của dịch nên không thể nào lấy theo dạng là bài báo cáo full này kia được, mà chỉ đơn giản là nhận diện bằng cái mẫu vân tay thông thường thôi, bằng một cái kỹ thuật mà viện đã có từng chia sẻ về cái việc cách lấy dấu vân tay bình thường. Và sau khi mà em nhận diện xong thì điều đầu tiên em nói với chị là có ai nói cho chị biết chị đã sinh ra một đứa trẻ mà tỷ lệ phân bố về chủng vân tay chỉ có 5,4% trên thế giới không ạ? À? Có ai biết, có ai nói cho chị biết chị đang có một đứa trẻ mà ngay chính hai ngón cái này mang đặc tính thuần của bình phong không ạ? À? Và chị mới bắt đầu bất ngờ, chị tỏ ra bất ngờ rất rõ trong điện thoại là ồ, tức là con chị rất là đặc biệt hả em? Thì em bảo là chị, mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, bạn nhà chị đặc biệt, trong những nhóm đặc biệt, được không ạ? À? Mình không dùng từ đặc biệt cho những đứa trẻ mang vân tay gọi là tỷ lệ phân bố hiếm, vì như vậy sẽ bị đóng khung tư duy của con người. Mình chỉ nói con đặc biệt trong toàn bộ những đứa trẻ đặc biệt, và con có một cái tỷ lệ phân bố vân tay mà em nói thật với chị luôn, nếu chị không lắng mình xuống để hiểu thì chị sẽ không bao giờ đủ để chạm được đến trái tim của đứa trẻ này. Có bao giờ chị đọc một cái hướng dẫn sử dụng về con trước khi mà chị nuôi con không ạ? Chị có đọc được cái hướng dẫn sử dụng là mẹ ơi, khi con ngủ con cần những cái tiêu chí gì không ạ? Mẹ ơi, khi con ăn con cần những cái môi trường như thế nào không ạ? Có ai đã chỉ cho chị chưa ạ? Chưa đúng không chị? Nên là trong suốt 12 tháng đó, trong suốt 12 tháng đó chị đã rất nỗ lực để nuôi con trong sự hy vọng như chính chị đã từng hy vọng về việc có đứa trẻ. Và bắt đầu chị khóc, bắt đầu chị khóc và chị nói rằng là đúng là một nỗi đau. Và sau đó thì em đưa ra ba điều quan trọng nhất đối với lại bình phong. Em thấy có người mới comment là bình phong là núi. Hôm nay bây giờ mới nhận ra được là bình phong là núi ạ. Rồi. Vậy thì hôm nay chủ đề và chính thống mọi người lưu ý giùm em ha, là khi nhắc đến bình phong thì em chỉ đang nhắc đến symbol, được không ạ? Là chủng vân tay thuần trong chủng núi. Em không nhắc đến những vân tay núi khác. Nên cả nhà lưu ý ha. Bình phong vân tay là thuật ngữ và là tên gọi em đặt cho symbol thôi ạ. Còn đối với là những dạng trá hình khác thì nó sẽ có những cái tên khác hay hơn và đúng nghĩa với nó hơn. Nên chúng ta lưu ý là bình phong là AS, đúng rồi ha chị Yến ha. Bình phong là AS và mình chỉ dùng cho AS thôi. Ok, rồi. Vậy thì chủ đề và cái quan trọng nhất, trọng tâm trong ngày hôm nay mà em muốn nói đến đó là các đặc tính, ba điều từ khóa quan trọng trong việc giao tiếp với bình phong. Và đối với lại giai đoạn của trẻ nhỏ dưới 10 tuổi. Kịp không ạ? À? Còn những vân tay khác trong hệ thống, trong hướng hệ thống và hướng núi lửa là những cái tên gọi khác. Đối với lại bản tính của chủng núi thì thật sự mỗi một con người mang đặc tính mỗi một chủng vân tay núi là một nhân hiệu hoàn toàn khác nhau. Nên mọi người không có quy chụp vô một rổ xong rồi dùng một cụm từ cho cái thuật ngữ cho cái người đó thì nó không có định danh được chính xác cái người đó. Và khi chúng ta không định danh được á thì chúng ta rất là dễ sai. Vậy thì chúng ta đang nói đến bình phong là thuật ngữ thuần trong AS, được chưa ạ? À? Rồi.
Có bao nhiêu các bậc phụ huynh đang có con là AS ở đây có thể comment số 1 giùm em được không ạ? Có con ha, có con, có con. Rồi, em đã thấy những cái số 1: Đinh Hải, Trần Thị Hồng Yến, Trần Nhung, Lương Đỗ. Wow, chị Hồng Yến 9AS và một nước ngang ha. Cô nàng cá tính ha, có đặc tính của cô nàng cá tính nữa. Vũ Ngọc Ánh, Yên Vân, ok, Thanh Hòa. Ồ, chị Hòa đã có con rồi hả? Em không biết là chị Thanh hay chị Hòa nữa. Chị Minh Nguyễn. Rồi. Ok. Đối với lại thuật ngữ và đối với lại cái cách để cho các bậc phụ huynh áp dụng về bình phong, đầu tiên là phụ huynh sẽ học cách để nhận diện bình phong trước. Đối với đặc tính của bình phong vân tay thì mọi người sẽ lưu ý là cái chủng vân tay đó không thấy được cái gì hết ngoài những cái đường vân trùng trùng điệp điệp như thế này nha. Tức là nó cứ lớp lớp lên thôi, phủ lớp lên, phủ lớp lên, và nó không có điểm bắt đầu, trong gọi trong thuật ngữ của sinh trắc vân tay gọi là delta, và cũng không có điểm kết thúc gọi là tâm điểm. Nó không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc ạ. Nó chỉ là một những cái đường vân xếp chồng lên nhau, xếp chồng lên nhau nha mọi người nhé. Rồi, đó là thuật ngữ về symbol. Và hôm nay thì các symbol sẽ được gắn thêm một cái tên rất là xinh đẹp, đó là bình phong vân tay. Vậy thì khi nói đến đặc tính của AS, chúng ta hãy nói đến bình phong vân tay, là một trong những cái nhóm mà chỉ cần nhắc đến thuật ngữ bình phong thì chắc có lẽ mọi người đã cảm thấy được cái sự an toàn vững chãi và cảm thấy được cái sự hậu phương vững chắc ở bên trong con người của chính người sở hữu bình phong đó. Vậy thì đối với lại bình phong, sau khi chúng ta đã nhận diện được rồi, thì đối với lại bình phong, các anh chị và các bậc phụ huynh cần phải lưu ý cái vị trí trọng điểm của bình phong và cái quyết định chủ đạo của bình phong, đó là hai ngón tay cái. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Nếu tất cả các bậc phụ huynh đang xem livestream này phát hiện ra rằng con mình có bình phong ngay hai ngón cái thì phải ngay lập tức, có thể nhất đối với mình, làm ngay một cái bài test trắc nghiệm và làm ngay một cái bài sinh trắc lập tức cho con đối với lại nhóm này ngay ngón cái. Nếu có một giá trị duy nhất trong cuộc đời mà anh chị phải làm cho đứa trẻ thì đó là cái bài báo cáo hướng dẫn sử dụng về cái chủng vân tay của con. Và nếu nó nằm ngay ngón cái thì đây là cái điều kiện tiên quyết buộc phải làm trước khi anh chị quyết định làm bất cứ một cái gì khác. Trước khi anh chị quyết định đầu tư trường cho con, trước khi anh chị quyết định đầu tư những cái khác cho con. Và vì sao tôi phải rất nhấn rất mạnh về cụm từ tiên quyết? Bởi vì hai ngón cái nó sẽ chiếm cái tỷ trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ hành trình của đứa trẻ. Vậy thì mọi người hình dung nè, nếu nó nằm ngay đây thì nó là tiên tiên quyết, nó là cấp độ 7, gấp lắm rồi. Trọng rồi, rất quan trọng rồi, làm ơn làm liền ngay lập tức. Đừng mua sữa hàng hiệu, đừng mua đồ hàng hiệu. Cái con cần nhất là một cái hướng dẫn sử dụng về chính cái não bộ của con. Làm ơn làm điều này ngay lập tức giúp em, trước khi đứa trẻ hấp thu những điều mà chính các anh chị cũng không thể sàng lọc được cho con của mình. Thứ hai thì mình sẽ bắt đầu ở đây. Đây, cấp độ 6 ha. Cấp độ 6 giống như là mì cay 7 cấp độ ha. Cấp độ 6, cấp độ 5, cấp độ 4, cấp độ 3. Nó sẽ không có cấp độ 0, 1,
hai đâu ạ. Bởi vì đặc tính của bình phong là một trong những nhóm mà sự xuất hiện của nó ở trên cuộc đời đã là một điều vi diệu. Và anh chị có biết là anh chị đang sở hữu một trong những nhóm vân tay cực kỳ vi diệu và vô cùng tài năng hay không? Ở đây nó sẽ do người sử dụng nhiều hơn là cái người đang sở hữu nó. Nên chúng ta hình dung là chúng ta sẽ cần phải nhớ ha, cấp độ 7 gấp quan trọng, rất gấp, rất quan trọng. Cấp độ 6, cấp độ 5, cấp độ 4, cấp độ 3 đối với lại bình phong. Và làm ơn cần phải có một cái đơn vị chủ đích nghiên cứu chiều sâu về dữ liệu sinh trắc vân tay thì mới giải quyết được cho anh chị về cơ sở dữ liệu này. Cho nên đừng có thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đừng có vơ đũa. Đối với lại một đứa trẻ mang đặc tính của bình phong thì đã là một cái điều vi diệu trong cuộc đời rồi, nên anh chị phải cực kỳ cẩn trọng, thông minh trong sự lựa chọn về các đơn vị phân tích vân tay khi sử dụng cho con mình. Em thường nói với tất cả các bậc phụ huynh là đối với lại chủng thượng phong và vân tay biết bay, anh chị làm ở đâu cũng được hết, em không quan tâm. Quan tâm ở chỗ cái người có thể giải mã được các kỹ thuật đó. Nhưng đối với lại bình phong thì nhất nhất nó phải là đúng chỗ của nó mới được. Đúng nơi có thể giải mã và hiểu được con người này. Và chính cái cơ sở dữ liệu là chúng ta phải lựa chọn những công ty, đơn vị có bề dày lịch sử về nghiên cứu và hoạt động trong ngành này lâu năm. Đó là các keyword và là tiêu chí để cho khách hàng lựa chọn cái dịch vụ khi mình sử dụng. Mà cần phải lưu ý giùm em là khi con có là bình phong thì chúng ta phải nhớ, được chưa ạ? Nên là dù đứng ở vị trí nào thì bình phong vân tay là một trong những nhóm em chỉ dành 20% thời gian trong cuộc đời của em, kể cả cái việc em hữu duyên gặp khách hàng đó, thuyết phục họ làm sinh trắc vân tay. Còn sau khi họ làm xong rồi á, là họ đã tiếp nhận được rồi á, thì họ đi với mình. Cái đấy không phải là cái vấn đề. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng tâm. Ba từ khóa quan trọng đối với bình phong. Mọi người nên ghi tâm ha và khắc cốt ghi tâm cái từ khóa này. Mọi người sẵn sàng chưa hả? Wow, 141 hả? Vậy là bình phong có vẻ nhiều nhỉ. Hôm nay thấy bình phong nhiều thế. Nhiều hơn thượng phong luôn rồi. Rồi. Ok, cả nhà sẵn sàng rồi đúng không ạ? Nghe kịp rồi đúng không ạ? Ba từ khóa quan trọng đối với lại bình phong. Đối với lại bình phong, từ khóa quan trọng nhất là trái tim. Từ khóa thứ là trái tim. Từ khóa thứ ba là trái tim. Nghe kịp không ạ? Đối với lại bình phong, ba từ khóa quan trọng nhất: trái tim, nhân tim, nhân trái tim. Mọi người có nghe kịp chưa ạ? Rồi, mọi người lặp lại giúp em công thức nào. Trái tim, nhân trái tim, nhân trái tim, dấu nhân, not, dấu cộng. Kịp không ạ? Trái tim, nhân trái tim, nhân trái tim. Rồi, trái tim đầu tiên là trái tim nói về niềm tin. Trái tim của niềm tin là một trong những trái tim mà bình phong vô cùng cần thiết trong cuộc đời này, ngay từ giai đoạn 0 đến 6 tuổi, đó chính là gia đình của mình. Đó chính là người sinh ra mình và là người nuôi dưỡng mình trong suốt một thời ấu thơ.
đối với lại tất cả những bình phong ngay trong giai đoạn 5 năm đầu đời, khi sinh ra đã không được xây dựng niềm tin đến từ chính trái tim của mình, sẽ thấy mình có một nỗi đau rất lớn trong tiềm thức. Sẽ thấy chưa bao giờ mình khao khát có một gia đình giống như bây giờ. Và điều đã diễn ra trong tiềm thức sẽ kéo dài trong hiện tại và dẫn đến tương lai. Có những người phụ nữ trong giai đoạn của ngày nhỏ chưa bao giờ quý trọng gia đình của mình, chưa bao giờ cho rằng mình được xây dựng niềm tin từ chính gia đình của mình. Thì trong giai đoạn hiện tại và tương lai, khi họ lớn lên, khi họ trưởng thành, họ bắt đầu níu giữ gia đình lớn của mình. Và khi họ níu giữ cái gia đình lớn của mình, mọi người sẽ hiểu rất rõ vì sao Bình Phong lập gia đình rất trễ. Mọi người kịp không ạ? Chính vì cái điều kiện tiên quyết trong cuộc đời 5 năm đầu tiên đối với lại Bình Phong là một niềm tin được xây dựng từ chính cái tình yêu thương của gia đình. Niềm tin đó được chính người sinh ra mình xây dựng nên. Nếu như chúng ta nhìn thấy một con người hiện tại, một người phụ nữ hiện tại đã 40 mà mảy may chưa bao giờ muốn lập gia đình, hãy đặt một câu hỏi cho chính mình để hiểu và gần với họ hơn ạ. Để giúp cho họ hiểu được rằng là: chị ơi, điều gì trong niềm tin của chị vẫn chưa thúc đẩy chị đặt niềm tin vào một gia đình khác ạ? Có phải trong nỗi đau và trong quá khứ của chị đã từng không nhận được niềm tin từ gia đình, chị đã từng không nhận được sự yêu thương từ bố mẹ, chị sinh ra vốn dĩ đã là một gia đình khiếm khuyết, nên niềm tin về gia đình đối với chị nó mong manh vô cùng. Và chị sợ rằng khi chị lập gia đình thì chị sẽ không giữ được cái người bạn đời của mình tốt giống như là bố mẹ đã từng làm. Mọi người kịp không ạ? Cho nên cái trái tim đầu tiên mà chúng ta dành tặng cho Bình Phong đó là niềm tin từ gia đình. Và em thường luôn nói với tất cả những bố mẹ có con là Bình Phong: nếu như có một sự đánh đổi trong cuộc đời này thì anh chị buộc phải đánh đổi 5 năm đầu đời là người kiến tạo và xây dựng niềm tin cho chính đứa con của mình. Còn nếu anh chị không thể làm được điều đó thì anh chị đừng sinh con ra trong cuộc đời này. Đó là một sự tắc trách và vô trách nhiệm đối với những người làm nghề bố mẹ. Em sẽ chẳng bao giờ tấn công hoặc đả kích bất kỳ những người phụ huynh nào nếu không phải là Bình Phong. Và nếu Bình Phong mà có thể lên tiếng để nói được về chính mình thì đâu còn là Bình Phong nữa. Mọi người kịp không ạ? Bình Phong mà có thể lên tiếng để nói về chính mình thì không còn là Bình Phong nữa. Rồi, cái trái tim thứ hai là trái tim nói đến từ sự chân thành. Được không ạ? Trái tim thứ hai là trái tim chân thành. Dùng chân thành để đối đáp với chân thành, dùng sự chân thật để đối đãi với lòng người, dùng sự thật tâm của mình để thu phục nhân tâm, để thuyết phục mọi người. Đó là màu sắc của Bình Phong. Cho nên một người mẹ lý trí là một người mẹ chưa bao giờ chạm được đến trái tim của Bình Phong đâu ạ. Một người luôn luôn đeo nhiều mặt nạ và nhiều vai diễn trong cuộc đời sẽ không có cơ hội gõ cửa Bình Phong đâu ạ. Cho nên anh chị ơi, là con của mình thì vì sao mình phải đội lốt cha mẹ vậy ạ? Mình có thể thể hiện được cái điều mà mình mệt mỏi như thế nào sau một ngày làm việc vất vả không ạ? Mình có thể chia sẻ những cảm xúc và sự chân thành của mình từ chính đáy lòng của mình với con không ạ? Cái điều mà con cần nhất với chị là cái điều đó chị ạ. Không phải là tiền chị mang cho con đâu ạ. Không phải là giá trị vật chất đâu chị nhá. Nên đừng bao giờ dùng hình ảnh của Thượng Phong để nghĩ rằng Bình Phong sẽ cần những cái điều đó trong cuộc đời ạ. Và đó là cái trái tim chân thành
mà chúng ta sống với nhau trong cuộc đời. Khi anh chị nói chuyện với núi, nên luôn nhớ dùng chính tình cảm của mình. Vậy thì khi nó đã xuất phát từ trái tim, tự khắc nó sẽ chạm tới trái tim mà nó không cần thông qua lý trí hay bất kỳ một cái siêu tôi nào cả. Từ bao giờ những cái người mẹ được khoác lên vai là những người mẹ hổ, là những người mẹ thật sự cần phải có những cái điều tuyệt vời đối với con? Tại sao mình không xây dựng cho đứa trẻ hiểu được rằng con phải tự hào và mẹ là một trong những niềm tự hào của con, vì ít ra thì mẹ đã sống cuộc đời của chính mình. Nó hay hơn nhiều anh chị ạ. À. Và nó mới có thể chạm được trái tim của Bình Phong. Nếu anh chị có một bất cứ dấu hiệu nào, sử dụng lý trí, anh chị yên tâm đi, Bình Phong sẽ đóng cửa ngay lập tức. Anh chị không có cơ hội cho anh vào đâu ạ. À. Anh chị không có cơ hội chạm được đến cơ thể của con, chứ đừng nói là tâm trí. Cho nên là khi mình muốn nhờ con bất cứ một cái việc gì đó, hãy nói bằng tất cả những điều mà mình muốn nói với con của mình. Và Bình Phong hiểu đúng nghĩa đen của nó. Có nghĩa là mẹ cần mình giúp vì mẹ đang rất mệt. Ngoài ra nó không thể, Bình Phong không thể suy diễn theo kiểu là ờ sao mẹ dở thế nhờ, sao mẹ làm mẹ mà mẹ không biết làm nhờ. Bình Phong chưa bao giờ có khả năng hoặc có tâm tư suy diễn bất cứ một điều gì, vì vốn dĩ Bình Phong sinh ra để làm một sứ mệnh khác chứ không phải làm cái đấy. Nên là đừng có dùng những cái lời nói logic, lý trí, đừng có học những cái kỹ thuật trong việc nuôi dạy con để nói chuyện với Bình Phong. Em nói thật với các anh chị có thể học tất cả các phương pháp giáo dục con cho tất cả các nhóm khác, nhưng anh chị mà áp dụng với Bình Phong là nó phản tác dụng ngay lập tức. Vì tôi xuất hiện trong một cuộc đời đã là một sự vi diệu. Vậy thì nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, nếu bạn muốn chạm được đến tôi, bạn phải dùng trái tim của chính bạn. Bạn phải dùng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để chạm được đến tôi. Bạn phải có tâm hiểu biết đúng để bạn biết tôi cần cái gì. Tôi cần ở đây nè, tôi không có cần ở đây. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta giao tiếp với Bình Phong. Và cuối cùng, cái phần trái tim cuối cùng, niềm tin, chân thành và sự thật. Mọi người kịp không ạ? Là sự thật. Trái tim thứ ba mà chúng ta nói đến là trái tim của sự thật. Chúng ta sẽ cần phải lưu ý bản thân. Bản thân tờ giấy trắng khi được sinh ra có sứ mệnh gì ạ? Bản thân tờ giấy trắng khi sinh ra có được sứ mệnh là có thể làm bản sao của một ai đó, hoặc có thể vẽ nên chính cái điều mà mình muốn. Vậy thì tờ giấy trắng là tờ giấy khách quan nhất, thể hiện tính không rõ nhất trong tất cả những điều mà trước khi người khác vẽ lên trên tờ giấy đó. Vậy thì trái tim của Bình Phong nằm ở tờ giấy trắng trong mệnh đề trái tim thứ ba, đó là sự thật. Đừng bao giờ anh chị cố gắng qua mắt con bởi kỹ thuật của ngôn từ. Đừng bao giờ anh chị sử dụng bất cứ một sự tính toán, một sự đo lường nào đối với cái vốn dĩ ngay từ đầu đứa trẻ nhìn vào đã nhìn ra được sự thật. Và sự thật thì có dễ mất lòng không ạ? Sự thật thì rất dễ mất lòng. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Vậy thì bản thân đứa trẻ Bình Phong có dễ để được lòng thiên hạ không ạ? Không hề và cũng không cần. Và chính vì người ta thường ước cái điều mà người ta không có được trong cuộc đời, nên tất cả những Bình Phong luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ tạo được niềm tin cho người khác, mình sẽ sống một cách có giá trị đối với người khác, mình sẽ tạo ra được một cái lợi ích đối với người khác. Có bao giờ bạn nghĩ đối với bạn khi bạn đang sở hữu Bình Phong, bạn được sinh ra để làm gì không ạ?
Vì sao mình phải cần sự công nhận từ người khác? Vì sao mình phải cần sự giá trị từ người khác? Vì sao mình phải cảm thấy rằng là khi mình giúp ích cho người khác thì có nghĩa là mình mới có giá trị vậy? Tất cả những câu hỏi mở này em sẽ dành một thời gian cho những chuyên đề sau về bình phong. Nên thật sự mọi người sẽ cảm được vì sao nó là cái tâm huyết và là sự ấp ủ của em về bình phong. Thật sự là ngay từ đầu nói về bình phong, em có thể nói tới 3 năm mà không hết được. Về tất cả những điều đó, nên chị hình dung không đòi hỏi, không ham muốn là mình sẽ biết hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Vì như thế thì còn gì là cái hay của cuộc đời, đúng không ạ? Cuộc đời là những trang giấy, càng lật thì càng hay. Cuộc đời là những cuốn truyện mà bản thân mình sẽ là người viết tiếp, nên trang tiếp theo. Và chính vì như thế, khi đứa trẻ nhìn thấy được cái sự thật ngay từ đầu, chỉ đơn giản là dưới 3 tuổi thì con chưa biết nói thôi hả? Trên 3 tuổi thì con đã biết nói, thì khi con nói ra thì ai tin hả? Mà không một người nào tin thì niềm tin có còn không ạ? Niềm tin không còn thì mắc gì tôi phải dùng sự chân thành của mình để đối đãi với người khác, vì có ai tin tôi nữa đâu. Và chính vì như thế cứ luôn luôn mong muốn rằng là gì? Tôi phải có giá trị, tôi phải có tiền tài, tôi phải có địa vị. Hỡi những ai đang là bình phong, chậm lại một nhịp, tĩnh lặng. Khi nếu như có một ngày nào đó bạn không biết mình phải làm gì, thì làm ơn, hãy làm thinh. Không làm gì hết à. Ngồi, suy nghĩ. Bất kỳ ai cũng cần, nhưng mà đối với lại bình phong là rất cần. Và đó là ba cái từ khóa để mở rộng và ví dụ các câu chuyện trong cuộc sống. Anh chị hãy thực hành đi ạ. Anh chị hãy lắng mình xuống và quan sát tất cả những bình phong trong nhà mình. Anh chị hãy thử đơn cử thôi nha. Anh chị để một cái dĩa trái cây lên bàn, hoặc là anh chị sẽ đặt ra một cái tình cảnh nào đó và anh chị sẽ để ở đấy đối với lại cái trước mắt con luôn, chủ đích là trước mắt con luôn, và để xem là con có nhận biết và đánh giá được sự thật hay không. Bố mẹ luôn luôn có một cái bệnh là luôn luôn nói trước con cái của mình, nên thành ra là gì, bản thân bố mẹ sẽ không có cơ hội để lắng nghe được bình phong chia sẻ. Cho nên là tất cả những cái gì mà khi anh chị đối nhân xử thế với bình phong á, anh chị làm ơn chậm lại một nhịp, lắng động lại để nghe được bình phong phản hồi. Nếu như mà anh chị muốn nghe được tiếng hay của đại dương thì anh chị chỉ có thật tĩnh tâm mới nghe được tiếng sóng vỗ trong con ốc về cái tiếng âm của đại dương. Đó chính là nơi ở của bình phong. Nên thực sự bình phong là một chủ đề vô cùng hay và cực kỳ thú vị cho những ai vẫn còn nghĩ rằng mình đơn giản quá, mình không có gì để hay giống như những thượng phong, ô có thể bay cao trên bầu trời, thì anh chị đang tự đánh giá sai về niềm tin dành cho chính mình rồi. Và anh chị có vẻ như có rất nhiều niềm tin cho những người khác trong cuộc đời, nhưng anh chị nghèo nàn về niềm tin cho chính mình quá. Cho nên một lời tri ân từ chính tấm lòng của em và một lời gửi gắm sâu sắc từ ban lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Sinh trắc Vân Tay gửi đến cho tất cả những bố mẹ nào đang có con thuộc Vân Tay Bình Phong, làm ơn hãy nhớ lắng động lại, đặt niềm tin và xây dựng niềm tin vào trong đứa trẻ giúp em. Anh chị chỉ có cơ hội 5 năm duy nhất trong cuộc đời làm điều đó thôi ạ. Và khi chúng ta bắt đầu xây dựng được cái trái tim đầu tiên, chúng ta sẽ chạm được đến trái tim thứ hai là sự chân thành. Khi chúng ta chạm được đến trái tim thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thật mà bình phong đang cần ở bên trong cuộc sống của mình. Hãy làm ba bước này, hãy thực hành nó, hãy rèn luyện nó, để chúng ta mỗi ngày tiến gần đến với con mình hơn. Sự xuất hiện của bình phong trên cuộc đời là một màu sắc vô cùng vi diệu. Và chính vì như thế, hãy yêu thương bình phong. Bình phong sinh ra là để được yêu thương, được chăm sóc. Và nên nhớ dựa trên một cái đầu lạnh, đó là yêu thương đúng trên hiểu biết đúng. Đừng yêu thương trong mù quáng. Từ bao giờ tình yêu thương đã biến tướng thành sự kiểm soát? Từ bao giờ tình yêu thương đã làm cho bình thông trở nên sống hưởng thụ và đòi hỏi? Đó là một cái mặt phía sau của những điều tốt đối với lại bình phong.
Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề để chia sẻ sau đối với lại Bình Phong về mặt tốt, mặt xấu, như thế nào là đúng, như thế nào là đủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây để tiếp tục viết nên câu chuyện cho những ngày hôm sau. Hy vọng rằng là sẽ có một buổi giao lưu hỏi đáp về vân tay Bình Phong dựa trên sự thực hành và tu tập của tất cả các anh chị. Các anh chị hãy thực hành ba cái nguyên lý này, ba cái hệ trái tim này. Một, trái tim 2 và trái tim 3, tất cả đều xuất phát từ chính tình yêu thương và lòng nhân ái của con người, thì chúng ta sẽ rất dễ để mở cửa bình phong. Và khi chúng ta mở cửa được, chúng ta mới có thể giúp họ được nhiều hơn, hướng họ đến đời sống thông thái và bình an như chính cái sứ mệnh họ được sinh ra để phụng sự. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều và chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và dành nhiều thời gian để nghe cái chia sẻ này trong ngày thứ năm. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn ghi nhớ lịch gặp gỡ chuyên gia và cũng rất hy vọng rằng cộng đồng của Viện Nghiên cứu Sinh Trái Vân Tay lẫn các anh chị em trong ngành Sinh Trái Vân Tay sẽ mở tâm đón nhận đến tất cả các đội ngũ chuyên gia đang chuẩn bị ra lò, sắp chuẩn bị ra ra chiến trường và chia sẻ rất nhiều chủ đề tâm huyết cho tất cả khách hàng. Chúng tôi ở đây phục vụ và cống hiến chung vì một sứ mệnh cho cộng đồng của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn và bình an hơn. Cảm ơn các tất cả các anh chị một lần nữa. Nếu các anh chị thấy hay, hãy like và share cái video này để tất cả mọi người có thể nhận được cái giá trị này các anh chị nhé. Và cũng rất xin lỗi là cái background hôm nay ở phía sau em nó không được đẹp lắm. Nên mọi người cũng hoan hỷ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và em xin phép kết thúc cái livestream ở đây luôn ạ. Xin chào cả nhà nha.